Cái này là giấy giấy ăn thông thường đúng không? Bọn em là cho chạy vào trong cái khẩu trang 4 lớp này đúng không? Thay cho cái lớp kháng khuẩn, thay cho lớp vải lọc kháng khuẩn đúng không? Đây là những cuộn này đi. Một cuộn này là bao nhiêu cân? Cuộn này là khoảng 25-30 cân. 25-30 cân. Cũng cho vào máy chạy như bình thường như thế kia. Đúng không? Em tên là gì? Em tên là Long. Long là cán bộ kỹ thuật à? Hay là gì? Vâng, đó là thợ kỹ thuật của nó. Thợ kỹ thuật của công ty Việt Hàn sản xuất khẩu trang đúng không? Vâng. Đây đúng không? Một cuộn giấy cụ thể đây đúng không? Sẽ lắp vào thay cho cái cuộn màng hạt tiên. Vâng. Như thế chẳng là đâu mày lắp thử đấy chẳng. Em quay rồi cho nó lắp. Để đó, để họ làm. Chúng đứng ra đừng đứng ở trong con này. Đấy, thế là lắp cuộn giấy này vào thay cho cuộn màng ngọc kia là cứ thế là chạy là ra khẩu trang kháng khuẩn đúng không? Lắp từ thế đi xem nào. Nào, nối vào xem nào. Chạy đấy. Đây là khẩu trang kháng khuẩn nhưng mà bằng giấy vệ sinh đúng không? Giấy ăn đúng không? Giấy ăn thay cho cái lớp khẩu trang kháng khuẩn đúng không? Đã được chạy từ cái quần ra đây rồi đi. Cứ thế này là dán quai vào đóng hộp đúng không?